Kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay việc sử dụng một chiếc đầu giải mã hay anh em quen gọi là DAC để cải thiện chất lượng của âm thanh được rất là nhiều anh em chơi audio sử dụng và tin dùng, bởi vì nó đạt cái hiệu quả rất là cao, cùng với đó là cái chi phí vận hành nó rẻ, nó thuận tiện. Chúng ta hãy tận dụng cái nguồn nhạc vô cùng là phong phú và đa dạng ở trên Internet, đặc biệt là công nghệ ngày nay, nhạc số có cái chất lượng rất là tốt, và chúng ta biết khai thác cái nguồn nhạc số đó thì chất lượng nó không thua kém gì so với chơi CD, thậm chí là còn hơn nếu như chúng ta biết cách chơi. Và đặc biệt trong cái tầm giá tầm trung, cụ thể là từ 1 cho đến 5 triệu thì quý vị hoàn toàn có rất là nhiều sự lựa chọn để có thể mua cho mình một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp độc lập anh em nhé. Hiện nay mức giá tầm trung rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em, chính vì vậy mà rất là nhiều anh em hiện nay chơi audio trong gia đình ai cũng có một chiếc đầu giải mã, cho dù từ rẻ cho đến đắt. Và trong video clip này tôi tổng hợp 5 chiếc đầu giải mã tốt nhất trong phân khúc giá từ 1 đến 5 triệu, đặc biệt là giúp quý vị và các bạn xứng đáng bỏ ra từng xu, quý vị và các bạn nhé, sẽ rất là xứng đáng. Và cũng xin thông báo quý vị và các bạn trước là những chiếc đầu giải mã tôi sắp giới thiệu đến quý vị và các bạn đây đều là hàng mới và không có sự xuất hiện của hàng bãi, hàng Nhật, hàng Mỹ, không có sự xuất hiện anh em nhé. Anh em đừng ngạc nhiên, bởi vì rất nhiều anh em chơi audio đều thích hàng bãi, nó phải là hàng bãi Nhật, nó phải là hàng bãi Mỹ, hàng bãi Đức, vân vân và vân vân. Thế nhưng trong chơi audio, về đặc biệt là chơi về nhạc số, anh em tôi nói về nhạc số, anh em chơi nhạc analog, thú chơi âm thanh cổ thì tôi không nói, cái đó thì rất là hay, tôi cũng thích băng cối, cũng thích chơi CD, rất là hay. Thế nhưng đối với chơi nhạc số thì lời khuyên của tôi, của cá nhân tôi dành cho quý vị và các bạn là cứ cái gì mới, cái gì hiện đại thì chúng ta dùng, giống như việc chúng ta sử dụng điện thoại và chúng ta mua một chiếc điện thoại vậy. Nó là đồ công nghệ anh em, tôi nhắc lại nó là đồ công nghệ thì cái gì mới thì chúng ta chơi vậy thôi, chấm hết anh em nhé. Và cái thứ hai anh em phải lưu cho rằng này, đầu CD bản chất nó cũng là nhạc số anh em nhé, cái đĩa CD nó cũng là nhạc số, chúng ta phải hiểu như vậy. Rồi ok. Và cái điều thứ hai tôi muốn nói với quý vị và các bạn, đây là những chiếc đầu giải mã hàng mới được sản xuất tại Trung Quốc và đều là hàng chính hãng 100%, cam kết hàng chính hãng. Những sản phẩm này đã được bán đi rất nhiều nước trên thế giới và được thế giới, đặc biệt là những anh Tây, tôi gọi là những ông Tây ấy, trên YouTube cũng review rất là nhiều. Anh em có thể lên đó gõ để xem thông tin. Và thứ hai là về chất lượng cũng như là về chính sách bảo hành thì chúng tôi sẽ bảo hành miễn phí 1 năm cho quý vị và các bạn, lỗi đổi mới trong vòng 1 năm, tín chưa? Nha. Hai yếu tố tôi mua hàng cũng vậy, thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thứ hai là chính sách bảo hành bảo tỏ ok, vậy chốt giá cả vậy là xong. Và không để quý vị và các bạn phải chờ lâu nữa, rồi một cái ý nữa này, đây toàn bộ là những chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp độc lập, tức là nhiệm vụ của nó sinh ra chỉ có một chức năng là giải mã, không có tích hợp gì cả. Bởi vì chúng ta đừng bị hiểu nhầm giữa những chiếc đầu giải mã tích hợp, ví dụ như là có những chiếc đầu MD, những chiếc đầu CD tận dụng tính năng giải mã của những chiếc đầu đó để lấy giải mã bên ngoài, và người ta gọi là giải mã tích hợp anh em nhé. Còn những con này nó chỉ có một chức năng duy nhất là giải mã, nó gọi là đầu giải mã chuyên nghiệp độc lập, và những cái gì chuyên nghiệp độc lập thì nó sẽ phát huy được hết cái khả năng của nó, sinh ra chỉ để giải mã thôi nhá. Rồi ok, không để quý vị và các bạn phải đợi đâu nữa thì tôi sẽ điểm danh luôn 5 chiếc đầu giải mã tốt nhất trong phân khúc giá tầm trung, sẽ không để quý vị và các bạn phải bỏ phí một xu quý vị và các bạn bỏ ra. Đầu tiên phải kể đến một sản phẩm của hãng Suka Audio, một chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro anh em, một chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro. Về tôi có rất là nhiều những video clip đánh giá chi tiết về chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro rồi, quý vị và các bạn có thể lên YouTube, đặc biệt tất cả những sản phẩm này tôi đã đánh giá chi tiết rồi, quý vị hãy lên YouTube và gõ, tôi sẽ đánh giá chi tiết này. Về chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro của hãng Suka Audio, một thương hiệu khá là mới, nhưng tôi đánh giá hãng Suka Audio là một thương hiệu mới, chỉ có mặt tại thị trường khoảng tầm vài năm đổ lại đây thôi. Thế nhưng cái sản phẩm của hãng được kế thừa từ những người đi trước, nó có cái độ hoàn thiện rất là đẹp, cùng với đó là cái chất lượng đem lại rất là vượt trội. Những người chơi đều phải khẳng định, tôi khẳng định là những anh em nào đang sử dụng sản phẩm của Suka Audio rồi, có thể để lại bình luận ở phía dưới để giúp anh em khác
có thêm những cái niềm tin nhá. Chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro với giải mã 32 bit và tần số lấy mẫu là 768 kHz. Hỗ trợ nghe nhạc DSD quý vị nhá. Tôi nhắc lại là tần số lấy mẫu 768 kHz và DSD 512 rất là lớn nhá. Và không phải một chiếc đầu giải mã hàng bãi nào có thể vươn tới được như này, tôi khẳng định với anh em nhá. Bởi vì toàn bộ chip ở đây họ sử dụng là chip của Nhật và của Mỹ, tụ WiMA của Đức anh em nhá. Đặc biệt những linh kiện là đều linh kiện của Đức, của Nhật. Và tôi có những sản phẩm ở đây tôi đã đều tháo máy hết ra để quý vị và các bạn có thể xem cái kết cấu bên trong, các cái linh kiện đều của nước ngoài. Đấy. Và cái thứ hai mà quý vị và các bạn phải nhắc đến là cái tần số lấy mẫu. Có những con đầu giải mã nó cũng là 32 bit như con này, thế nhưng tần số lấy mẫu chỉ bằng 256, chỉ bằng một nửa con này thôi. Chính vì vậy mà chúng ta phải để ý hai yếu tố, thứ nhất là bao nhiêu bit, thứ hai là tần số lấy mẫu là bao nhiêu nhá, anh em để ý cho. Và chiếc đầu giải mã DAC Q6 Pro này đang được bán tại UK 301 là 3.950.000 quý vị và các bạn nhá. Giá này tôi sẽ báo cho quý vị công khai giá, cùng với đó là các chính sách tôi sẽ nói ở cuối video nhá. 3.950.000 một chiếc đầu giải mã 32 bit. Và bên cạnh đó, chiếc đầu giải mã thứ hai mà chúng ta cần nhắc đến là chiếc đầu giải mã của hãng Epic Audio. Một chiếc đầu giải mã của hãng Epic Audio, một thương hiệu phải được gọi là đi trước so với hàng Suka. Đi trước so với thằng Suka này. Và thông số của nó thì tương tự như con Suka này, là cũng là 32 bit, tần số lấy mẫu là 768 và DSD 512. Và quý vị cứ thử hình dung xem một bài hát nào mà nghe được cái chất lượng như vậy thì phải gọi là thôi rồi. Có một điều là hai thằng này, thằng DAC D01, con này model là D01 anh em nhé. Con này là gọi là tiền thân của con X7. Con này gọi là DAC X7 Pro, gọi là X7 Pro, là bản nâng cấp của DAC X7. Con X7 thì anh em sẽ được biết nhiều hơn. Con này gọi D01 bản nâng cấp của X7. Và con này có giá là 3.500.000, rẻ hơn con này khoảng tầm trên 400.000, 450.000. Chức năng thì như nhau, đều có Bluetooth 5.0. Và thông số thì sàn sàn như nhau. Thế nhưng để mà hỏi tôi về trong hai con này mà thích con nào thì cá nhân tôi thì tôi thích con này hơn. Thứ nhất là mình cầm cảm giác nó thích hơn, cảm giác bên ngoài mình cầm, và về chất lượng tôi đánh giá con này nó có cái tiếng bass nó hay hơn. Tôi đánh giá là con Q6 Pro sẽ thích hơn so với con D01. Còn tùy vào tầm giá thôi nhá, tùy vào cái tầm tiền quý vị và các bạn lựa chọn. Và nếu như chúng ta chỉ cần chơi một cách đơn giản và trên TV xuống thì cái độ khác biệt nó không nhiều đâu, không nhiều nhá. Ok, tiếp theo một chiếc đầu giải mã nữa ở phân khúc giải mã 32 bit, đó là chiếc giải mã Topping D50S. Và con này gọi là con đắt nhất trong cái phân khúc giá từ 1 đến 5 triệu, có giá tròn 5 triệu, Topping D50S. Và đặc biệt chiếc này sẽ được hỗ trợ một chiếc điều khiển. Và thứ hai là Bluetooth con này cực kỳ hay. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến Bluetooth, quan tâm đến chơi nhạc DSD trên máy tính thì đừng bỏ qua con Topping D50S này. Còn nếu như anh em chỉ nghe nhạc bình thường trên điện thoại, trên TV thì lời khuyên của tôi dành cho quý vị và các bạn chỉ cần dùng đến con Q6 Pro hoặc D01 trở lại thôi. Còn những con này dành cho những người chơi chuyên nghiệp, chuyên sâu về máy tính chẳng hạn, hoặc những pha nhạc chất lượng cao thì họ mới dùng đến con này. Còn tất nhiên là đắt tiền nó sẽ hay hơn, còn hay hơn nhiều hay không thì nó phụ thuộc vào cái nguồn nhạc chúng ta cấp cho nó nữa nhá. Chiếc đầu giải mã Topping D50S có giá 5 triệu đồng nhá. Ok, vừa rồi là 3 sản phẩm thuộc nhóm 32 bit, và dưới đó là 2 sản phẩm chỉ có 24 bit thôi quý vị và các bạn nhá. Bên này phải kể đến một chiếc đầu giải mã phải gọi là làm nên tên tuổi của hãng Suka Audio, đó chiếc giải mã Q5 Pro. Tất cả những người chơi tầm trung thì không thể không nhắc đến chiếc đầu giải mã DAC Q5 Pro 5-1 này. 5 cổng tín hiệu đầu vào, hỗ trợ 24 bit, tần số lấy mẫu 192 kHz. 192 kHz cao hơn rất là nhiều so với CD. CD nó chỉ khoảng tầm 44.1 hoặc thậm chí cao lắm cũng chỉ lên 96 thôi anh em nhé. Còn riêng con này, anh em thấy cái sức mạnh của công nghệ chưa? Công nghệ bây giờ một con nhỏ nhỏ như này, tần số lấy mẫu lên tới 192 kHz. Đấy. Và con này cũng có Bluetooth
và 24 bit. 24 bit anh em chỉ dùng trong điện thoại và tivi thôi, thì 24 bit còn không dùng hết đâu, khẳng định với anh em như vậy nhá. Và chiếc đầu giải mã này có giá là 1.900.000 đồng, DAC Q5 Pro 5 trong 1, 5 cổng đầu vào Bluetooth, cổng 3.5 vào, cổng quang vào, cổng USB vào, cổng coaxial vào. Đấy. Con này có giá 1 triệu 9 và cũng cái phân khúc 24 bit này, nếu như quý vị và các bạn không dùng đến Bluetooth. Đấy. Rất nhiều anh em không dùng bộ đến Bluetooth thì sẽ có một sản phẩm cho quý vị và các bạn. DAC Q5N. Tương tự như con Q5 Pro này. Nó chỉ khác duy nhất là không có Bluetooth, và thứ hai là chúng ta sẽ được lợi hơn là con này chip của nó đời cao hơn con Q5 Pro, nên là cái chất lượng của nó tôi đánh giá là nhỉnh hơn một chút 19 10 về chất lượng về chip. Đây, cá nhân tôi đã nghe thử và đánh giá con này nhỉnh hơn một chút xíu. Con này có giá là 1 triệu 6 anh em nhé, duy nhất khác không có Bluetooth. Còn cổng vào như nhau, có volume chỉnh to nhỏ. Cũng là 24 bit 192 kHz, chip thì khác. Chip cũng của Nhật thôi nhưng mà mã chip khác, đời cao hơn. 1 triệu 6. Và nếu như quý vị và các bạn cần một chiếc đầu giải mã có thể chỉnh được bát, có thể chỉnh được chép, một chiếc đầu giải mã có thể kết hợp được cả những con dè đèn, cặp bóng đèn này, thì đây sẽ là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời cho quý vị và các bạn. Một chiếc đầu giải mã DAC T1 vừa chỉnh được bát, vừa chỉnh được chép, và mức giá chỉ 2 triệu 850 ngàn đồng. Thế nhưng nó lại bị một cái là con này chỉ có 24 bit thôi. Chỉ có 24 bit thôi anh em nhé. Chỉnh được bát, chỉnh được chép này, và chỉ có 24 bit. Có Bluetooth và có cả điều khiển. Cái 24 bit như này tôi cũng chia sẻ với quý vị và các bạn luôn. Nếu như nhu cầu của quý vị và các bạn chỉ dùng cho TV, cùng lắm là điện thoại, thì 24 bit là đã đủ dùng cho quý vị và các đời. Tôi gọi là đủ dùng nhá, là đã đủ dùng rồi. Còn nếu như anh em còn đòi hỏi cao hơn, dàn âm thanh của anh em xịn hơn, cao cấp hơn, thì chúng ta hãy hướng tới những cái đầu giải mã lên tới 32 bit như này để chơi. Vừa rồi là tôi vừa điểm danh 5 mẫu đầu giải mã tốt nhất trong phân khúc giá tầm trung, giúp quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm tốt hơn. Cụ thể là 6 mã, cái mã cuối cùng này là mã tích hợp 2 trong 1. Đấy, là mã thứ 6. Là sự kết hợp của con T1 này, chính thông số của nó là con Q5 Pro này, cùng với một con dè này. Coi như là hai sản phẩm này về giải mã là một, nó chỉ tích hợp thêm một con dè nữa thôi. Tôi nhắc lại một chút để quý vị và các bạn có thể lựa chọn nhé. Nếu như quý vị và các bạn cái nhu cầu chỉ sử dụng tivi và điện thoại, cùng với đó là cái dàn âm thanh của anh em thuộc dàn tầm trung không phải dàn đắt tiền, thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến những chiếc đầu giải mã 24 bit thôi. Bởi vì thực tế mà nói, anh em dùng trên tivi không khai thác được hết 24 bit đâu. Bởi vì 24 bit đã là rất là cao rồi anh em nhé. Còn nếu như anh em đòi hỏi một chiếc đầu giải mã cao cấp hơn, bởi vì dàn âm thanh của anh em cao cấp, và anh em không chỉ chơi trên điện thoại này, không chỉ chơi trên tivi, anh em còn chơi trên cả ổ cứng, chơi trên cả máy tính, thì chúng ta hãy quan tâm đến những chiếc đầu giải mã 32 bit nhé. Và khi quý vị và các bạn muốn đặt mua chiếc đầu giải mã này thì chỉ cần đơn giản nhắn tin, gọi điện cho tôi, số điện thoại tôi để phía dưới, và review chi tiết từng sản phẩm tôi cũng sẽ để link ở phía dưới nhé. Tất cả những sản phẩm này tôi sẽ để những cái link sản phẩm, link đánh giá chi tiết ở phía dưới để quý vị và các bạn có thể thuận tiện được. Và khi mua hàng tại eWay 301 thì quý vị sẽ có rất là nhiều ưu đãi. Thứ nhất là sẽ tặng miễn phí một dây quang Hitachi của Nhật trị giá 165.000. Anh em cần dây cao cấp hơn thì tôi sẽ nâng cấp cho anh em. Thứ hai là sản phẩm cam kết là hàng chính hãng 100%. Và tiếp theo, cái này không phải chỗ nào bán hàng cũng có thể cam kết cho quý vị và các bạn, đó là bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong 1 năm, không sửa chữa nha. Cùng với đó là quý vị sẽ được hỗ trợ mua những bộ dây phụ kiện đi kèm, như là những bộ dây AV, những sản phẩm khác với mức giá rất là ưu đãi, sẽ được rẻ hơn rất là nhiều nha, khi quý vị mua hàng tại eWay 301. Và có một số anh em thì quan ngại ở một số những cửa hàng nhỏ lẻ họ bán sản phẩm này nó rẻ hơn một chút xíu thì lại không yên tâm, còn những cửa hàng lớn thì lại bán giá lại trên trời. Đấy. Thế nhưng quý vị hãy đến với eWay 301, quý vị sẽ được trải nghiệm với những sản phẩm tốt nhất và với mức giá hợp lý nhất nhé.
Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nghĩ sao về những chiếc đầu giải mã tôi vừa giới thiệu? Hãy comment để lại bình luận ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.